Được. Ngon bạn. Cô câu nghe. Quay quay. Coi. Cô câu nha. Con này nó nhỏ quá vậy ta. Một đứa. Quay nghe mặt quay nha. Dạ. Đây. Đây. Ba đứa. Bắt hết chưa? Bắt hết rồi là chiều lại con. Hết đi. Rồi. Hey. Giờ mình sẽ đem nó đi quay. Rồi, vẫn đứng lên đi mập. Mắm tế đường ngọt, ít đường thôi. Cho mấy chế ớt nữa cho ngọt khỏi ăn luôn. Cái này này đâu ăn này phải không? Chuột, chuột. Hả? Không ăn này phải không? Chuột này ướt gì? Cái ớt. Đi mập, 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 đi nướng một câu. Nhí gấu. Đi 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 đi. Rồi không cho ăn à. Rồi thôi không cho ăn luôn. Ừ, gấu quay rồi. Ừ. Dạ. Đây rồi đây. Ok. Ê vậy chưa? Mập cái chuyện chó mập. Mày lấy lại có mấy miếng gì mà. Đi cho ba ra đây. Dạ. Đưa lại cho ba đi. Là ba nhận chứ không mình đưa cho nó. Chờ nó có mấy miếng à? Ừ. Ừ. Ba con một câu. Coi giá bự đây nè. Ai à, lấy nè, Linh lấy vậy nè. Đã nằm sẵn trong gỗ đó đó. Chuột. Chuột nướng. Ba chờ mấy ông. Ba chờ mấy cái đó lại cho coi. Tôi có rửa ruột xe á. Ăn cái miệng tối ngày vậy. Ngon à. Ngon à. Cháy rồi kìa. Thôi đi, người ta cháy rồi. Một. Đấy. Trời, không dắt nè. Hãy dắt ấy qua chơi. Ừ. Sáng rồi cha hứa bữa nay chở con đi chơi Tết rồi. Mấy nay Tết rồi à. Gọi miếng chuột. Mấy con ta. Mấy con, mấy con. Ngồi bụi bay trong này. Vậy à, múa, múa. Ngồi gì vậy?
Ai ai. Bích là, bích là. Bích là. Bích lại. Bích là, bích là, bích là. Thở lên, thở lên. Khó vậy ta ơi. Khó à. Leo lên trên cây mình quay xuống. Mẹ bo. Ồ. Cô gái chân dài. Này bữa nay là mình ăn Tết luôn đó. Đúng rồi. Tết dương lịch nha. Quá 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 quá. Mạnh lên, mạnh lên. Chạy đã bẻn rồi nè, bẻn rồi nè. Dĩ lên đi Mập, để dĩ lên. Để dĩ lên, ừ. Rồi cái dĩ kia nữa, gấu, dĩ kia đâu mày? Để nó mà. Để đi Mập. Ra làm gì? Rồi. Ông Bảo ơi, ông Bảo. Gãi than gà. Điều tiên là mình lên con câu này trước nha. Lên con câu này trước coi. Này. Dạ. Ba. Ừ. Sao con một câu này không có trứng? Ừ, câu này nó không có. Con thứ hai. Trời, nó sơn máu cái gì trời. Cho ba con luôn. Dạ một em chuột đi. Ê, em chuột này bự dữ vậy ta. Chuột này hơi bị bự rồi nghe. Sáu ơi, cái trong này. Thơm quá, thơm quá. Bước. Thơm không? Thơm bạc. Có lúc qua đây là uống cái kia. Trở về. Rồi để nó rút lại. Làm sao cho nó bành ra. Trời ơi. Nói gì chơi ba. Hử? Đây ba nói. Đây. Giò. Thêm chuột lên nữa đi. Lên chỗ trống nè. Quá chuột bự dữ ta. Wow. Chuột bự quá ta. Wow. Lấy cục đi đi rồi không. Đấy. Đấy, đèn đèn nó vậy thôi. Cái tay cái. Không mập. Liêu riêu, liêu riêu gì đây. Đậm anh vô. Đừng có nướng khô quá. Vừa thôi.
thì dừa không ai dám ăn đó, vàng trong đó không ai dám ăn đó. Cái này muốn ấy mình quét quét mỡ lên xèo dữ lắm. Ừ, nhưng mà nó bớt khô lấy quét dầu lên á. Gấu đi trong cái miếng than gấu. Lấy dầu gấu. Lấy bọc bỏ miếng than vô gấu. Lấy gấu gấu gấu. Than trong bao rồi biết không? Lấy chén múc miếng dầu ra với cái muỗng ra. Ừ đúng rồi. Dầu ăn thôi, múc dầu ăn thôi rồi ra đây khỏi lấy muỗng. Ra đây, lấy chén lấy dầu ăn ra. Đó, cho nó đỡ ấy. Chứ để nó khô quắc nó không ngon. Với dầu ăn á. Dầu ăn đến tấp mỡ được không? Đây. Tẩm giờ tẩm cho thêm mấy chiếc cà nữa. Kèo thơm quá. Miễn không đi dẹp vô. Trời ơi, mày này giờ đưa cho ai quá. Hai cái đứa này nói, đứt tay đứt giòn cái tôi quýnh. Phết mỡ lên cho nó. Hết rồi. Nói rồi. Giống ai giống mình ăn bít nít nè. Buffet. Rồi đứa xách cái dĩa ra, đầu xách kéo ra cắt nè để lá chuối đây nè. Cái mình bỏ lên lá chuối cái đầu cho đứa cắt miếng ăn. Ngon. Không học. Nhảy mau ơi. Con này nướng hơi lâu chín nha quý vị. Chó đang chờ ăn buffet bồ câu. Cái gì không? Còn nào uống mắm trong nữa. Quá rồi. Anh em tập trung đông quá. Mình hỏi cho nó ăn. Để chụp hình nó gửi cho người. Yeah. Gửi cho một đống nhưng mà nó ỉa nó không gì á. Thì bỏ lên cái làm biến. Cơm này tối là tôi bắt nè. Coi đo nó cỡ bao nhiêu. Ôi trời, tối em thấy anh quay nhỏ quá. À. Nhỏ à. Chơi không ngủ chạy vô. Anh đệ kìa. À, nè đưa đây nè vô đệ ơi vô cậu Khánh An ơi. Gì không phải ủy ban Khánh An. À đưa cho con mai nướng cho con. Đây nướng được cái này nó chặt rồi. Thành quả đêm hôm ở đâu vậy? Chỗ tao bắt mà nhào vô nhặn nóng trời ơi, con đơm có con tắc à. Cắt con chuột làm đôi. Cắt chuột ra. Tính ra cắt ra cái biết nhiêu luôn ta. Ai ăn không ăn bỏ. Tự nhiên chuột cũng mặn có tới đầu luôn. Cứ bỏ cái đầu đi. Trời cho con này rồi, cho con này. Nè, cho mày nè. Không ăn. Đầu cũng nang chơi. Đầu chuột cũng nang chơi. Có mà dục nguyên miếng này nó ăn rồi coi. Đấu ngu. Con cái nó to không ba? Đúng rồi. Mắt từng tươi cuối từng tươi về. Wow. Xếp lại. Bỏ lấy chuối lên đồ cho nó sinh thái coi. Kìa nó lấy chuối đây. Hai tay hai máy đưa gì? Dừng lấy cái bịch ấy cho lấy chuối. Cho lấy chuối dính chân đi. Mở quýnh hai mấy con này bây giờ nè. Nghe không mập? Mình lấy chuối sạch không vậy? Sạch, nãy rửa rồi. Đó. Ông coi cái máy của tôi em chẻ với ai đây đây vô tẩy chứ này cho dạng xíu nó đi này nè
cái gà được chưa, đem ra đây lọc vỏ luôn nè. Trụ bạn trụ quá. Đang video mà mấy bạn cứ liệu quá trời liệu. Rồi nó bữa nay hành cái tiệc thịt nướng nè. Chuột, bồ câu, sao nó không gắt chỗ kia ta? Hả? Con em đi chưa, chưa chú? Yeah. Yeah, chuẩn bị nhập tiệc à. Vịt khô gừng. Này lẩu gì má? Mắm. Cái chừng. Cá lóc này sáng mua, cá lóc này mua hay là cá lóc mua. À con cá lóc kia con rộng nè. Tiếng về đây má. Không lỡ hậu. Gì ngập chén hết nửa con nữa hả? Này này gạch cuốn tôm, cái đầu tôm ra hả? Ừ. Đồ. Húp đi mập. Thôi để hồi ăn cơm. Chú đang dụng hồi bánh đòn bây giờ, để thêm miếng nữa. Cái giò hồi phỏng đút vô cái lò phỏng bây giờ nè. Bị quấn đó mà còn đút. Hồi đút vô đó cái xèo cái giò nè. Rồi lên lên lên. Cảm ơn chú đi. Rồi cắm rồi. Ủa hết hết dầu ăn tha con có à, hả? Tha nó với hai. Bồ câu kìa. Để nó khô khô đét à. Rồi dọn địa bàn lên anh em ơi. Nướng khủng khiếp. Có mở chưa? Dựng bún đi. Này là ăn tết nè, ăn tết tây à.
Tức tay nó nguyên đáng gì. Tôi chờ gốc coi tôi quýnh mày á. Bây giờ mình kết thúc video đang mình ăn mới được.